Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Và đây là tập đầu tiên của series Minecraft SMB. Hiện tại thì mình là thành viên gần như là cuối cùng gia nhập server SMB này. Và mình cũng không quá rõ nhiều thứ ở trong cái server này đã diễn ra từ trước như thế nào. Ok, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đến cái khu chợ, do là mình được triệu tập đến để có thể nghe phổ biến thông tin cũng như là luật. Sau khi đến khu chợ thì mình thấy là nhiều các bạn đã tập trung rồi. Hầu hết thì ở đây những cái bạn mà mình cũng không có quen nhiều. Mình có chỉ quen mỗi Kira, Master cũng như là tín NT với lại Dương Record. Và có cả anh Pronoob nữa. Thì đấy là những người mà mình quen thôi. Còn tất nhiên là mình sẽ kết bạn dần dần, giao du dần dần thôi, không sao cả. Mình có để ý ông WeZ này trông rất là buồn cười nhá. Ông có bộ skin đen thui à, nhìn rất là hài luôn. Kiểu như mình thấy mình bất ngờ luôn á. Chết rồi tên hoài. À nhầm tắc kè MC chứ. Đấy chứ tụi mới nói hồi nãy là tôi đang phơi nắng. Ủa chứ mẹ chiều luôn đây. Sai. Tất nhiên là sau khi vào game là mình gặp ngay là ông em Kira của mình để xin đồ các bạn. Đây là ông em chí cốt mà, nên là mình phải tới mình xin ngay. Hey, nhưng mà tình anh em rạn nứt tại đây nó đốt người mình các bạn ạ. À, cay thật sự ấy. Alo, ai có rạn ấm chưa? Cho em xin nứt với. Đấy, cháy là ấm rồi. Đây nè. Có đồ ăn không? Ở đâu chưa? Ở đâu? Đâu. Ấm chưa? Đây, em đây. Cái cuộc họp này thì nó cũng không quá là quan trọng với mình. Cơ bản là bởi vì là chỉ là giới thiệu mình là thành viên mới. Cùng với đó là nói về cái vụ chiến tranh. Cái này thì mình không rõ lắm, chắc là các bạn là những người rõ hơn. Thôi thì đó là những cái sự việc mà đã xảy ra rồi, nên là mình cũng không muốn nhắc làm gì nữa. Ok, tiếp theo sẽ là Kiro 97 VR gạch ngang Kiro 97 nào. Hello mọi người, mình là Kiro MC đây. Chào mọi người, mình đến với tinh thần rất là thân thiện. Cảm ơn mọi người. Kết thúc cuộc họp thì mình có đến mình hỏi thăm Monster. Nhưng mà cái thằng này nó bị ngáo mã rồi các bạn ạ. Nó bị con Phantom nó cắn xong mà nó bị điên luôn. Nó cười tùm lum mà. Dương ơi. Lần này chơi vui lắm hả Dương? Hai cưỡi ghế vậy Buổi tối trong khi mình đang đập đá, có một ông tên là Dragon Survival. Cái này gọi là rồng sinh tồn à. Ông có rủ mình là đi xuống địa ngục để đi kiếm nèo rai. Tất nhiên là mình là một con người mới vào, nên là mình phải cần là có sự giao lưu. Vậy nên mình cũng theo ổng đi kiếm luôn. Đây nha. Ok. Rồi, chạy. Đó. Có không ta? Không có rồi. Không có đâu. Hiếm mà. Cục này hiếm nhất rồi còn gì. Ở đây nè. Có ông ơi. Một cục. Đâu. Ui, tôi không ngờ nó có ấy. Đây nè, ông đào ấy. Ông lấy cứ kim cương nha, đây nè. Cục này là ride được đúng không? Ừ. Đây rồi. Đó, lượm ấy. Thay tới. Một cục. Một cục. Hai đứa đi đào mãi thì cũng được có một cục thôi, nên là quyết định là sẽ đi về. Và mình lại muốn gặp Monster tiếp để có thể đi xin đồ các bạn ạ. Hì. Cái thằng này nghe tiếng đâu gọi là Monster đần nữa, nên là mình cũng tín dụ nó, mình bắt nạt nó. Sợ gì đâu, nó em mình mà. Em ơi, đang đi hóng mát, hóng mát. Monster anh nói này. Sao mặt. Anh với em cũng quen biết với nhau lâu rồi đúng không? Đúng. Anh cũng coi em là người anh em đấy. Có thể cho anh đồ được không? Nào, cho ít đồ thôi. Anh thử anh cũng không cần nhiều, cho anh ít đồ kim cương thôi cũng được. Trời đất ơi, tính ừ, đồ kim cương hoặc là giáp Neuroi gì đấy cũng đơn giản thôi, ba đồ đơn giản mà. Nào nhanh, tụt quần ra đi cho anh nào. Cởi quần ra mau. Còn đợi gì nữa anh em mà. Anh em khó khăn, bạn ạ, hỗ trợ nhau chứ. Để em coi. Cởi đi cho được. Mượn thôi. Em coi em cho anh gì ta. Ừ, có gì cho anh cái đấy cũng được. Ê, em cho anh sợi chỉ nè. Chỉ chí chơi. Khô quần hả? Có cái gì cho anh cũng được. Cũng được nhưng mà nó cũng phải được một tí. Cũng được, ở đây là được một tí. Rồi đất cứ.
Ôi tối rồi. Thôi về ngủ. À kìa. Nhà ai đây ta? Nhà em hả? Nhà của Bruno. Sao nó tan hoang vậy? Đúng rồi, anh mới làm gì đúng không? Có đâu, anh mới đến mà. Anh thấy em đứng đây, em đập cái gì ở đây mà. Em đập hồi nào? Em vừa đập xong nãy mà. Em đập cỏ. Rồi em cầm cái gì để đốt gì đấy? Ờ em đốt nhà hả? Cái gì vậy? Kìa, em cầm đồ đốt nhà kìa. Anh vô khống em hả? Kỳ cục nha. Anh nha, anh vô khống nha. Ờ, vô khống rồi nào. Này. Nướng anh nè. Ê, sắp chết rồi kìa. Còn có tim kìa. Còn có anh tim nói gì, kìa. Anh nói lại, anh nói lại ơi. Thôi anh mới đó, có đồ ai đấy, phá. anh mới đi ai chứ. Phá, ai phá, đi ai mai phá các không? Kiểu xong. Em có đừng. Phá không? Đừng. Em có phá không? Không không không. Không em không phá, em là bạn tốt của anh. Yêu em. Đúng đúng. Ok anh. Sao phá được? Anh sao em có thể là một con người như vậy? Đúng. Ơ mà còn gì ăn không? Đói quá à. Anh nè nè, cho anh miếng thuốc súng nè, ăn vô đi cho nổ. Thôi cũng được ấy, để anh ăn mà. Ê, chả thuốc súng rồi cho em chế pháo. Không. Ê dạ. Thôi anh đi đây. Trả đi. Đi rồi, bye bye. Em đốt anh nè. Bye bye nhá. Em đốt anh nè. Đốt đi, sao đốt được. Ê, chơi bay. Mì, chơi gian kìa. Chơi gian kìa. Ê, đấy, đố đi, đố đi. Đố đi. Dạ. Hả, đố đi. Rồi xuống đây mà đốt này. Đốt hộ cái. Đấy. Nào, đừng, còn có một tim kia. Thôi mà xin lỗi. Này, không có nói gì. Này, thôi, nghiêm túc này, ngứa, nghiêm túc này không đùa nữa. Anh ngó tim rồi đấy. Em ơi, xử nó em ơi. Này, bạn em ơi là em giỏi mà quen. Uầy. Lên đây. Ê. Out game này, không chơi nữa. Out game. Em đi, em về nhà em mà. Ừ, em về đi. Đừng. Còn một tim, tôi thề nó năn nỉ mày đấy. Đừng. Nó còn một tim thôi. Em muốn nó đâu, phục nó kìa. Thề, còn nửa tim này. Không có chơi nữa. Rồi đâu chơi đâu. Kìa má, con kia kìa. Nó bắt nạt mình quá các bạn ơi, xong mình tức mình out game luôn. Thôi tạm biệt các bạn.